Xin chào cả nhà nha. Thì đây là cái chân mày nam mình vừa hoàn thành xong nha. Ở đây thì chân mày của bạn này đã có sợi rồi, đã có lông rồi, nhưng mà nó sẽ bị nhạt và thiếu sợi phần đuôi, nên mình sẽ thêm vô đan xen vô nha. Nhìn cái những cái sợi của cái chân mày nè, đi rất là mảnh ha, nhiều khi nó còn mảnh hơn cái sợi lông thật của khách luôn. Thì đối với chân mày nam này thì mình sẽ đi nó sẽ to hơn, và cái phần khung đuôi này của mình cũng không có khép khung lắm nha, để cho rất là tự nhiên, và cái phần lông thật của khách mình cũng để tự nhiên luôn. Đây bên này, dán bên này cho bạn xem nha. Đây, từng cái sợi rất là mảnh luôn ha. Đây. Đây. Nhìn chân mày nó sẽ rất là men lì lên luôn nha. Đây, rất là sắc nét lên luôn ha. Khi mà điêu khắc cái chân mày nam thì nó không có quá là mấy bạn đừng có sợ là cái phần này nó quá dài dặn, hoặc là cái phần phun nó không có tự nhiên ha. Cái này là mình sẽ đi theo cái sợi lông nên nó rất là tự nhiên luôn ha. Nhìn nó rất là tự nhiên luôn nè. Sợi rất là mảnh luôn.